Tô Lâm có xóa bản cờ chính trị cũ của Tổng Trọng để chơi lại từ đầu hay không? Chủ tịch nước Tô Lâm đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu ủng hộ tuyệt đối 100% tại Hội nghị Trung ương tổ chức vào ngày 3 tháng 8. Đáng chú ý, Hội nghị Trung ương lần này chỉ ghi chung chung là Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 13, đã thay đổi so với thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phải chăng tân Tổng Bí thư muốn quảng bá cho một kỷ nguyên mới thuộc về nhà lãnh đạo tối cao mang tên Tô Lâm, đại tướng trùm an ninh? Tuy Ban chấp hành Trung ương tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chọn nhân sự Tổng Bí thư, nhưng Tô Lâm vẫn giành được số phiếu ủng hộ tuyệt đối 100%. Điều này ngược với đánh giá trước đây của giới phân tích quốc tế, vốn cho rằng đa số lãnh đạo cấp cao của Đảng không ủng hộ Tô Lâm làm Tổng Bí thư. Tân Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương ngày 3 tháng 8 cũng là sử dụng trước chỉ hiêu nói ngựa để che mắt thiên hạ, dư luận có thể lầm tưởng rằng Tô Lâm thực sự có uy tín cao, được tín nhiệm tuyệt đối 100%. Nhưng thực chất nếu bất kỳ ủy viên Trung ương nào không đồng thuận, không bầu cho Tô Lâm thì sẽ ngay sau đó bị Tô Lâm cho đàn em trừng trị. Sau Hội nghị Trung ương vào ngày 3 tháng 8, câu hỏi đặt ra là tân Tổng Bí thư họ Tô có kiêm luôn cả chức vụ Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa của Trung Quốc hay không? Vẫn chưa có câu trả lời, bởi Ban chấp hành Trung ương theo quy định chỉ có chức năng biểu quyết tán thành Tô Lâm làm Tổng Bí thư. Việc có để cho Tô Lâm tạm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước hay không lại thuộc thẩm quyền của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp Việt Nam. Hơn nữa, theo bảng danh mục chức danh chức vụ lãnh đạo theo quy định ban hành theo kết luận của Bộ Chính trị số 35 vào ngày 5 tháng 5 năm 2022 quy định như sau: chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước là 4 chức danh gồm tứ trụ như hiện nay, đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Như vậy, hiện không có chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Do đó, muốn thay đổi điều này thì phải đưa ra Quốc hội biểu quyết lại về mặt nguyên tắc. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm phải chuyển quyền Chủ tịch nước cho lãnh đạo khác buộc phải tiến hành sau đó. Hiện cũng có đồn đoán cho rằng ông Tô Lâm phải chia sẻ quyền lực cho phe tướng lĩnh quân đội, đại diện là Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư cho đến khi có quyết định mới từ cơ quan lập pháp, tức là Quốc hội. Việc truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin Chủ tịch Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Đảng với số phiếu tuyệt đối 100% cùng với lời lẽ dập khuôn như Trung ương Đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao, đã cho thấy điều gì đây? Công luận cho rằng hai chữ suy tôn đưa người được suy tôn lên vị trí cao quý. Vì vậy, nếu đã suy tôn, lại còn thêm 100% tuyệt đối để làm gì? Đúng là giấu đầu, hở đuôi. Nhưng trong cái rủi thì lại có cái may, trong họa lại có phúc. Nguồn tin nội bộ cho biết sau khi đạt được đỉnh cao quyền lực, Tô Lâm sẽ xóa bàn cờ và chơi lại từ đầu. Có thể Tô Lâm sẽ quyết định ân xá tha bổng cho toàn bộ các quan chức tham nhũng bị xử trong công cuộc đốt lò của Tổng Trọng trước đây. Để giờ sau đó, Tô Lâm sẽ chấm dứt tình trạng truy cùng diệt tận các đối thủ chính trị như hiện nay, tái lập một giai đoạn sóng yên biển lặng, không còn đấu đá giữa các phe phái trong nội bộ của Đảng trên cơ sở tuân thủ các quy định của Đảng như trước khi Tổng Trọng nắm quyền. Làm điều này để bắt đầu một kỷ nguyên mới khi Việt Nam tập trung toàn lực cho phát triển kinh tế, đó là điều có thể xảy ra. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm có xóa bàn cờ chính trị cũ của Tổng Trọng để chơi lại hay không? Tô Đại có được làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa hay không? Sáng ngày 3 tháng 8, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc tại Hà Nội. Nội dung quan trọng nhất của hội nghị là bầu chọn Tổng Bí thư thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa chết. Chủ tịch nước Tô Lâm đang tạm điều hành Đảng và kết quả bỏ phiếu kín ông trúng Tổng Bí thư với tỷ lệ tuyệt đối tới 100%. Đây là sự thay đổi lớn đến bất ngờ. Đánh giá về Tô Lâm, giới phân tích quốc tế cho rằng khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã không nhận được sự ủng hộ cao của tập thể lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Cụ thể, trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh cho Quốc hội bầu và phê chuẩn diễn ra vào hồi tháng 10 năm 2023, ông Tô Lâm nhận được rất ít số phiếu tín nhiệm cao, kém người dẫn đầu là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng thời, Tô Lâm cũng nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất trong số 6 ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ các chức vụ do Quốc hội bổ nhiệm. Tuy nhiên, tại hội nghị bất thường của Trung ương Đảng sáng ngày 3 tháng 8, khi bỏ phiếu chức danh Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026, ông Tô Lâm lại nhận được sự ủng hộ tuyệt đối.
Điều đó cho thấy có sự đồng thuận cao hiếm thấy trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là sau hơn nửa năm nội bộ lãnh đạo thượng tầng của Đảng có những xáo trộn rất lớn về nhân sự. Giải thích vì nguyên nhân dù bỏ phiếu kín nhưng Tô Lâm vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối 100%. Theo giới thạo tin, các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an thừa khả năng để nắm bắt trong số 180 ủy viên Trung ương Đảng chính thức ai chọn đồng ý, ai chọn không đồng ý. Từ đó Bộ Công an có thể chạm ngay lập tức những ai không ủng hộ Tô Lâm. Lần hội nghị lần này không diễn ra tại trụ sở Trung ương Đảng số 1 Hùng Vương như thường lệ, mà lại được tổ chức tại hội trường Bộ Quốc phòng. Đây có thể là chủ kiến của Tô Lâm, muốn xóa bỏ các đồn đoán về mâu thuẫn giữa Chủ tịch nước với giới chức tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng. Sau khi hội nghị kết thúc tại cuộc họp vào sáng ngày 3 tháng 8, ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đã thông báo việc ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư, thay Tổng Trọng với số phiếu bầu tuyệt đối. Nhưng việc Tổng Bí thư Tô Lâm có kiêm luôn chức Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa giống Trung Quốc hay không vẫn còn là vấn đề còn đang tranh luận. Nhiều ý kiến khẳng định truyền thông nhà nước đưa tin và gọi ông Tô Lâm là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước là đúng, vì hiện nay ông Tô Lâm đang nắm cả hai chức vụ này. Nhưng tiếp theo ông Tô Lâm có thôi chức Chủ tịch nước để một nhân vật khác lên thay hay không thì chưa có thông tin rõ ràng được đưa ra. Đánh giá về việc Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư, giáo sư Thayen từ Úc nhận xét, ông Tô Lâm sẽ đảm nhiệm phần còn lại của nhiệm kỳ Đại hội 13 trong 16 tháng cho đến khi Đại hội 14 được tổ chức. Giáo sư Thayen nói rằng khi Tô Lâm đã là Tổng Bí thư có khả năng, ông sẽ từ chức Chủ tịch nước, sau đó Ban Chấp hành Trung ương sẽ đề xuất người thay thế ông lên Quốc hội. Nếu kịch bản này xảy ra, tứ trụ sẽ được khôi phục ở Việt Nam. Có những sự thay đổi bất ngờ, đảo lộn so với những tin tức rò rỉ từ giới thạo tin, nguồn tin nội bộ khẳng định. Bộ Công an trước đó đã tung ra rất nhiều thông tin sai lệch rằng ông Tô Lâm chỉ giữ duy nhất chức Tổng Bí thư, còn chức Chủ tịch nước thì giao cho trưởng thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Đồng thời, nguồn tin cũng khẳng định với Thời báo.d chắc chắn rằng ông Tô Lâm sẽ là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Công an tung tin giả để đánh lừa các báo chí nước ngoài nhằm làm mất uy tín, thật sự tứ trụ giờ trở thành tam trụ. Nói tóm lại, hiện nay Tô Lâm chắc chắn là Tổng Bí thư kiêm chức Chủ tịch nước, cho dù truyền thông nhà nước đưa tin theo một mô típ của báo Đảng với tiêu đề đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư. Nhưng tiếp theo, ông Tô Lâm có thôi chức Chủ tịch nước để một nhân vật khác lên thay hay không thì chưa có thông tin rõ ràng. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.d với bản tin Tô Lâm có được làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.